Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Fan Blog. Ngày hôm nay sẽ là một video rất đặc biệt. Mình sẽ không review các loại đồ ăn, đồ uống như bình thường nữa, mà mình sẽ giới thiệu một loại đồ chơi nhé. Ok, bắt đầu luôn. Đây, đó chính là đồ chơi LL Surprise. Rồi, các bạn thấy đặc biệt không? Mình đã thay cái background nên rất là hợp với cái quả bóng này. Đây, nhìn xung quanh. Đấy, đây ở đây thì nó có 7 lớp. Thứ nhất là secret messages, là cái thư đặc biệt để chúng ta biết được một phần nào đó về búp bê này. Thứ hai là sticker để chúng ta dán vào ý. Còn đây là bình nước này, giày, quần áo, phụ kiện và một búp bê. Đây nó là add water for another surprise, tức là thêm nước vào thì sẽ có thêm bất ngờ. Rồi bây giờ không chần chừ gì nữa, mình sẽ mở luôn nhá. Đây. Đây này, cái này đi. Đây. Đây là lớp đầu tiên. Đây chính là secret messages của chúng ta. Xem là cái gì nào. Một quả bom và vỏ sò hay là cái gì hả các bạn? Bom là boom, đúng không? Còn vỏ sò là gì? Seesaw. Thôi mình không biết đâu. Sẽ đây, để tí nữa chúng ta xem là có liên quan đến búp bê không nhá. Đây, thêm một phần này nữa, chúng ta đã rất bước 1 rồi. Tiếp theo là bước 2. Đây. Ôi giời. Mẹ không biết là nào được nữa. Đây nha. Đây. Đây là một bạn người ta nói là đổi màu. Đây, ok. Đây luôn. Ok, nó sẽ là bước cuối cùng. Sau đó mình sẽ mở cái bánh ra. Là cái hải thành công nhất luôn. Kéo được cả khóa. Rồi, ở đây thì không thấy có gì nên mình sẽ bóc ra luôn. Oh my gosh, oh my god. Cứng quá các bạn ạ. Ok. Thứ đầu tiên là đôi giày. Mình sẽ mở, em sẽ để từng túi ra một đi. Rơi cả đầu ra luôn các bạn ạ. Thêm một cái sticker nữa. Bộ quần áo này, cái túi sách, cơ thể của bạn ấy. Đây là cái hướng dẫn và cái bơm. Ok, giờ mình sẽ gắn lại luôn. Mình không hiểu vì sao cái đầu lại không liên quan gì cái thân. Nó rất là khó gắn luôn đấy, phải nhờ sự giúp của người lớn luôn. Rồi, nhìn này, nó không liên quan gì đến nhau luôn đấy. Ok, giờ sẽ mặc đồ cho em nào. Ủi rất là, bộ này hình như là hơi nhỏ so với cái con búp bê này cho nên là rất là khó mặc luôn đấy các bạn ạ. Ôi giời. Ok, sẽ để cái này sớm bóc đôi giày ra. Đôi giày này còn bị dính lại với nhau các bạn ạ. Thì mình không biết tên của em này là gì cho nên là bạn nào biết thì có thể comment ở bên dưới nhá. Bây giờ mình sẽ đắp cái bóng nó vào. Sẽ đắp nó lại. Đây là một quả màu hường đấy các bạn ạ. Rất là đẹp. Giờ mình sẽ tìm chỗ để lắp cái dây này vào. Đây, rất là dễ thương. Đi giày chạy bạn này và đắp bóng lên nhá. Úi giời. Được không ta? Đây, ở đây là có một cái lỗ để chúng ta cắm vào đấy. Thôi, mình sẽ để như này. Mình sẽ đầy giày vào. Mình
Mày không hiểu vì sao con lại không có quần nữa. Ủa đôi giày rất là nhỏ các bạn ạ. Nhà không có gì chiếc váy luôn. Bạn nhìn thấy là không vừa luôn, nó toát cả giày ra. Vẫn không vừa. Rồi. Một cái phụ kiện là chiếc giỏ. Rất là to. Cứng lắm các bạn ạ. Cái nhựa nó không dẻo như cái búp bê đâu mà nó rất là cứng. Có là bình nước khá là mềm chúng ta bóp. Rồi, bây giờ sẽ thử. Bây giờ mình sẽ thử gỡ này xem được không. Đây, theo người ta nói thì đây nhá, cả hai tờ luôn đều là một tờ nhỏ to một tờ nhỏ là sẽ đổi màu. Còn đây là cả bao màu vỏ sò. Tất cả như là tất cả là sticker đấy các bạn ạ. Đấy là sticker. Vâng, các bạn mình không phải đi giày được. Mình nhớ đến cả bố của mình và cũng không mở không đi được giày. Bộ quần áo bắt đầu tuột ra khỏi cái búp bê rồi. Đây, rất là khổ sở. Vẫn không mặc được đồ cho nó. Rồi, cố gắng lắm rồi. Đôi giày này thì tạm thời để đây. Sẽ để cho nó đứng lên đây nha. Họ không đứng được các bạn ạ. Để chân quay cho đẹp thôi. Ok, sẽ là bước bất ngờ đặc biệt đây. Nghĩa thử xem nào có chuyển màu không. Có lẽ là chúng ta nên nhúng cả người đó bạn đúng không? Nhúng cả người vào nha. Đầu tiên sẽ nào uống nước trước. Đây nha. Như là hơi ít. Ôi. Búp bê uống bằng mũi. Bắn mình chia vào mũi rồi. Mình không rõ hay là mũi hay là bộ. Có lỗ mặt không này. Rồi rồi tạm thế đó. Ăn chia vào mũi. Để cho các bạn xem này. Nó bắn tia laser này các bạn. Rồi. Rồi sẽ bóp nha. Ôi. Đấy các bạn thấy không? Nó phun tia laser đấy. Rồi, ta làm lại nào. Chính vì cái lý do ướt át ẩm ướt nên mình phải thay một cái background mới. Để đỡ phải lau cái kia các bạn. Ồ, mới mình vẫn chưa thấy no. Và nước thì cứ nhỏ tẩm tẩm các bạn ạ. Nhớt nước. Rồi, chúng ta cùng nhau chứng kiến cảnh phun nước của em nó nào. Xa lắm luôn các bạn ạ. Xa lắm luôn đấy. Rồi, bây giờ sẽ cho chuyển màu sẽ có được không? Hơi ít nước, chẳng chuyển màu gì hết. Các bạn ạ, à, không chuyển màu gì hết. Không chuyển màu gì luôn. Rồi, rất là cứng rồi. Không có một đổi màu gì luôn. Rồi, hơi là bẩn rồi đấy. Hơi bẩn rồi. Ok, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Đấy các bạn, nếu bạn nào thích thì hãy like, share và đừng quên chia sẻ cho bạn về nhé. Còn giờ các bạn, bye bye.